chào các bạn đến với kênh YouTube Vua Dừa miền Tây. Bữa nay Vua Dừa mình đi leo dừa sẵn quay đánh cây dừa cho xem không. Đúng là sai luôn. Rất là cao luôn nha các bạn chị. Vì ánh nắng à. Đó, vừa quá sai. Các bạn các anh chị nào có leo dừa thì liên hệ với Vua Dừa mình qua số điện thoại là 0334 527 5310 nha. Đó, liên hệ gặp Vua Dừa mình. Vua Dừa mình có nhận đi leo dừa gần xa luôn. Đó, thì nó rồi. Chào bạn nha. Đó. Quay lên mới sáng. Bây giờ đứng đây luôn nè. Lại gốc rồi. Đâu. Quậy tiêu sứa. Sứa này bỏ đâu? Này bỏ đâu? Mày có nhắc lên cây dừa không? Trời ơi, mày xuống bỏ áo. Cái mùa này có ngoài được mọi người. Hôm nay các bạn nha, chào bà con mình luôn nha. Chúc bà con mình có một buổi trưa vui vẻ. Chào bà con luôn. Rồi nãy giờ ông lùng lùng gì đâu, hái chanh hay gì hả? Hái chanh hay gì? Quá ok. Vừa đổi thì trái sai quá. Bây giờ loại này vừa vừa nè.
Bạn ngắm đi. Đó bạn, vậy vừa đó hoàn thành xong cây dừa nha bạn. Bạn thấy video hay cho xin được like, đăng ký, comment và share nha các bạn.
thôi video quay khá dài rồi cho vui vừa mình nè. Xin phép video tại đây. Xin chào lại ở đây các bạn.